Sáng nay, Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở Đảng bộ Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên của Đảng bộ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn và nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các khu công nghiệp. Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các luận điệu xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, kiểm điểm trong triển khai tổ chức thực hiện. Tại hội nghị có 3 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 35 giai đoạn 2018-2023 được khen thưởng.